chào tất cả bạn, mình tên là Phạm Quỳnh Anh. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Thể thao 24/7. Các bạn ơi, trên thế giới có rất nhiều môn thể thao đúng không nào? Như là bóng đá này, bóng rổ này, cầu lông này và cả bơi lội nữa. Riêng mình thích nhất đó là môn bơi lội, vì bơi lội giúp mình cao hơn và khỏe hơn. Mình mong muốn mình bơi giỏi như vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên. Còn các bạn yêu thích môn thể thao nào, hãy kể cho mình nghe nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.